5 6 7 8 9. Alo. Ở đây anh em đang nghe trực tiếp trên bàn bàn ở đây em đang sử dụng cái bàn FX14 Pro anh em nhé. Bàn này 14 line và đang nghe tiếng thu và đây là cho vật lên đây anh em cùng nghe nhé. Hê hê 1 2 5 6. Hê, tiếng rất là đẹp đúng không ạ? Và với em đang cắm thẳng trực tiếp máy quay có thể cho gần vào đây. Cắm thẳng trực tiếp xuống đẩy anh em nhé. Thẳng trực tiếp xuống đẩy và ra cặp loa bát 40 TVK15. Thì anh em nghe thấy cái tiếng vọt rất là đẹp đúng không ạ? Em thử đẩy delay lên anh em nhé. 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Hê hê hê, chờ người tình lỡ, tình đầu tình hực rỡ, tình trong di vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nam tư phương xa. Hê hê, tiếng vọt rất là đẹp anh em nhé. 1 2 5 6. Hê hê. Và điều quan trọng nhất ngày hôm nay thì em đang sử dụng với bộ mic khá là rẻ anh em nhé. Bộ mic không dây đó, một cái tay nữa ở nó đây. Một cái bộ mic không dây chỉ với là 1,2 triệu thôi anh em nhé. 1,2 triệu. Thì cái mic này sẽ có hai tay mic anh em nhé. Hai tay mic và một cái bộ thu của nó. Cái bộ này thì anh em cắm chất tiếng của nó rất là hay. Anh em thể thấy là em để xa miệng như này là nó cái tiếng nó rất là ok anh em nhé. Thì với cái cấu hình này đấy, em đang test cái mic U105 cùng với mixer FX14 Pro. Dòng FX14 Pro này bên em có cả FX10 anh em nhé. Nó sẽ nhỏ hơn cái FX14 này. Đó, nó sẽ có 10 line thôi, đây là 14 line anh em nhé. Đó. Và con này thì đang để hai chế độ echo và reverb. Đó. Reverb này, echo này. Đấy, về anh em vừa nghe thấy echo và reverb đấy. Và vì hiện tại thì em đang nói trực tiếp bằng reverb anh em nhé. Đó. Và cũng test luôn cả với cái con đẩy X4120 này, 1200W đang đánh với cặp full 40. Đó, đánh rất là êm luôn anh em nhé. Và cái âm thanh đưa ra rất là ok. Đó, anh em có thể thấy là với cái mic này, bình thường anh em mua những cái mic dây bình thường đã 500.000 một chiếc rồi đúng không ạ? 500.000 một chiếc. Thì anh em có thể tham khảo với cái bộ mic không dây này, chỉ 1,2 triệu thôi anh em nhé. Anh em mua mic dây thì nó đã 500 rồi, thì hai chiếc mic dây đã là 1 triệu rồi. Thì anh em chỉ cần thêm 200.000 nữa thôi, tức là 1,2 triệu, thì anh em có ngay một cái mic không dây như này nhé. Chất âm của nó rất là hay. Đó, anh em đang nghe trực tiếp là đây, cắm trực tiếp vào mixer. Đó, và không qua một thiết bị nào, cắm sang đẩy và ra loa luôn. Đấy, thì anh em cũng thể thấy là rất là ok. Thì với cái bộ cấu hình này thì em cũng thêm nữa là cái con FX14 Pro này, cái tiếng effect của nó rất là hay anh em nhé. Đó, 1,2, hê hê, 6,7, 8,9. Đó, đây là thêm, đây là có delay vào. Thì anh em cũng nghe cái tiếng delay nó rất là êm anh em nhé. Tiếng nhạc thì nó rất là mềm anh em nhé. Để cho anh em có thể là điều chỉnh vừa echo vừa reverb. Tiếng vật vào thì nó lại càng mềm hơn anh em nhé. Hê hê, hê hê, sau, hê hê. Thì anh em cũng có thể tham khảo. Thì anh em có thể thấy là với cái bộ mic ở đây. Bộ mic ở đây là bộ mic 105 anh em nhé. Đó, anh em chỉ cần bật là nó lên thôi anh em nhé. Bật là lên. Đó, tắt đi này. Đó, là ok. Bật là lên. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Này thì anh em mua mic dây làm gì, đúng không ạ? Một bộ này gồm hai tay mic, một đầu thu kia chỉ có là 1,2 triệu thôi anh em nhé. Nên anh em cũng có thể tham khảo. Và ở đây thì anh em có thể nhìn đây. Các cần EQ này em đang để. Cái tiếng con mic này rất là hay anh em nhé. Anh em thấy không? EQ để rất là cân bằng đúng không? Không tăng giảm nhiều. Đó, rất là ok. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.